Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện đến được với người dân, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt là những cánh tay nối dài góp phần đưa chính sách tới người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trước đây, chị Giang tiểu thương kinh doanh tại chợ gạo thành phố Hưng Yên cứ nghĩ phải làm ở các cơ quan nhà nước doanh nghiệp mới được đóng bảo hiểm xã hội. Mới đây được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở địa phương tư vấn, chị mới biết có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho những người lao động tự do nên chị đã tham gia đóng ngay. Được tuyên truyền, tôi thấy chính sách này là có rất là ưu việt. Tôi tham gia cái bảo hiểm xã hội là cái tiền tiết kiệm nữa, về có đồng lương hưu thì không phải nhờ cậy con cái. Xác định đại lý thu có vai trò quan trọng trong việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thời gian qua ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ bưu điện Viettel, phát triển trên 500 đại lý điểm thu với trên 800 nhân viên tuyên truyền viên ở khắp các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Những nhân viên của các đại lý điểm thu này đều được Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp đào tạo nắm vững chế độ chính sách, quy trình thủ tục, lại gần dân, sát dân nên có thể tận dụng mọi nguồn lực để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các chính sách an sinh của nhà nước. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các đại lý phối hợp với nhau để tổ chức và phát triển một cách chuyên nghiệp hơn. Tổ chức các nhóm nhỏ đi từng ngõ, mà từng thôn, từng xã. Mục tiêu chính là phải tuyên truyền để người dân hiểu được cái chính sách của Đảng, Nhà nước, tham mưu với các cấp chính quyền để mở rộng cái đối tượng tham gia, chính là mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh những cái hội nghị mà bảo hiểm xã hội tỉnh về tận địa phương để tuyên truyền ấy, thì chúng tôi đi đến hộ dân trong các thôn, các xã giải thích để cho người dân hiểu hơn về các cái chế độ chính sách. Cái mức đóng đối với cả bảo hiểm xã hội tự nguyện là nó căn cứ vào cái mức chuẩn hộ nghèo. Hộ nghèo mà khi tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ được nhà nước hỗ trợ 30% cái mức đóng. Còn đối với hộ cận nghèo này sẽ được hỗ trợ 25% và các hộ dân bình thường khác được hỗ trợ 10%. Đây là cái chính sách rất là ưu việt của nhà nước đối với cả người dân khi mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với vai trò là cầu nối lan tỏa chế độ chính sách đến với người dân, các đại lý thu đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến hết tháng 2 năm 2024, tỉnh Hưng Yên đã có gần 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 420 người so với cùng kỳ năm 2023. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Nông Việt Nam có hơn 2.000 công nhân lao động. Trước đây, mỗi lần giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cán bộ của công ty phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để làm việc nên mất nhiều thời gian. Nhưng gần 5 năm nay, mọi thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm thực hiện nhanh gọn qua phần mềm điện tử. Hàng tháng thì công ty thực hiện đóng và nộp cho bên phía bảo hiểm là số tiền dao động khoảng hơn 4 tỷ. Cho gần 2.000 công nhân viên của công ty. Và cái việc đóng bảo hiểm hay là thực hiện các thủ tục chi trả số tiền bảo hiểm cho người lao động đã được bên phía doanh nghiệp phối hợp với cả bên phía bảo hiểm xã hội được thực hiện qua các phần mềm điện tử, giúp cho doanh nghiệp không còn phải mất thời gian đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm các thủ tục như ngày trước nữa. Tất cả cán bộ công nhân viên tại công ty đã đều cài hết cái phần mềm VSID, rất là tiện lợi, giúp cho người lao động có thể kiểm tra hay là có thể xem là cái mức bảo hiểm hàng tháng mà công ty đóng cho mình có chính xác hay không. Hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong tất cả các quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của ngành. Đến nay, toàn tỉnh có trên 5.000 đơn vị doanh nghiệp thực hiện phương thức giao dịch điện tử, chiếm 97% tổng số đơn vị doanh nghiệp của tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội. Riêng 2 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận gần 66.700 hồ sơ qua phương thức giao dịch điện tử, chiếm 95% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp tích cực với các ngành địa phương trong việc kết nối chia sẻ, liên thông dữ liệu. Đến nay toàn tỉnh có trên 1 triệu
101.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xác thực thông tin điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 97,26%. 193 trên 193 cơ sở y tế có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đã thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%. Khi mà thực hiện khám chữa bệnh qua cái căn cước công dân ấy, quá trình liên thông dữ liệu giữa bệnh viện và bảo hiểm nó là liên tục và nó là thường xuyên, minh bạch, giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, thuận lợi hơn thông qua cái hệ thống phần mềm VSSID, biết được quá trình mình khám chữa bệnh, những chỉ định hay những xét nghiệm hoặc là chi phí như thế nào. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành, đã tích hợp và cung cấp 20 dịch vụ công trên cái nền tảng cổng dịch vụ công quốc gia và 7 dịch vụ công trên ứng dụng VSID. Hiện nay, tất cả các cái thủ tục hành chính của ngành đều đã thực hiện trên cái không gian số. Công tác chuyển đổi số được ngành bảo hiểm xã hội luôn chủ động và đi trước một bước, thực hiện công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết phục vụ người dân doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, đã và đang góp phần đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trở thành trụ cột trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.